lên xe các bác nhá. Ông bán kiểu gì phải được mười mấy triệu. Rồi lên xe nhá các bác nhá. À, rất đẹp, Châu Đất đã được lên đường các bác. Siêu phẩm Châu Đất lên đường các bác. Đây này em Châu Đất 3001. Máy rất đẹp, xuất sắc, đã được bác chủ ở Thuận Thành, Bắc Linh, quê giáp nhà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch tập đoàn DIC đây. Mấy ông là giáp nhà và chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Thuận Thành, Bắc Linh các bác. Đấy, đã được lên xe. Nước các bác. Lên xe nha các bác nha. Rất đẹp, rất xuất sắc. Rất mới luôn. Đây mấy bác chủ của Thuận Thành, Bắc Linh. Bác rất 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 giống cây lồng à chú. Vâng, lồng cây nhà cháu cũng cũng giống, tôi lấy lại thôi. Đấy, rất nhiều các bạn. Quá đẹp luôn. Lên xe các bác nhá. 26 siêu phẩm đã lại tiếp tục lên xe. Bàn giao liên tục không ngừng nghỉ. Một câu. Để quay ít thôi, các bác là toàn chạy máy rồi, không phải hướng dẫn nhiều. Lại tiếp tục các bác ạ. Bàn giao liên tục. Đây là 26 một cầu nữa. Em 26 một cầu này lấy cả phay. Em qua thì không lấy phay. Phay rất mới. Quay thử ngon lành. Đây bác chủ đây nhá, cho bạn này. Về nhà muốn lên cao rồi cho lên lớp trên này này. Bên kia cũng thế. Chứ đừng chỉnh cái con ốc kia rồi vỡ đít ra đấy. Các số Eru. Về nhà trùng thì lúc nào mà chạy mà nó kêu cạch cạch thì tăng cái này lên. Chứ tăng vừa một hai thread thôi, chứ không phải tăng nhiều đâu. Sang Lâm mới phải tăng. Lục à, ông bác ở đâu nhỉ? Lục Lam Tương Sơn. Tương Sơn Lục Lam Bắc Giang. Đấy. Hôm qua thì cũng về Vũ Xá Lục Lam cũng 26, mà bác lấy máy không, em quay sơ một tí thôi. Còn đây nhá, con đời này thì thế này này, em bảo này, nó khác cái đời nẻ hai của sếp ấy, là đổ nhớ thì ở đây nhá, kiểm tra là ở đây, à, và thay hai con ốc này này, đây, đây, xả để mình xả hết sạch ra, xong thì mình thay. Còn đây những cái đời này đi ở đây em bảo này, em bảo qua những cái phần này nhá. Nhiều bác đi mua máy là cứ bảo là trong cái buồng côn nó ướt hay là gì đấy, là cũng không phải đâu nhá. Vì là bên Nhật nó đã sinh ra mấy cái lỗ này này. Là mấy cái lỗ này là một là bơm mỡ bò vào cái bi tê nó thụt ra thụt vào cho nó trơn nhá. Mấy hai là nếu mà mình muốn bảo dưỡng buồng côn ấy thì nó có sinh ra hai cái nắp này. Mình mở nó ra. Xong rồi mình đến phụ mình chạy nước thì đôi lúc nước nó vào đến tận đây rồi, nước nó ngập đến nửa máy này rồi đúng không? Thì không may nó vào theo đường nắp này hoặc là cái đường gioăng ở đây, không may nó vẫn dỉ vào, thì không may nó dỉ vào đấy thì mình phải tháo con ốc 21 ở gầm này ra cho nó chảy hết nước ra, hết sạch nước ra, xong thì chú tháo cái nắp này này, ông anh tháo cái nắp này, đổ cho một rô dầu vào đây, lỗ lên một tí nhé, dầu chạy máy này này, lỗ lên một tí, xong là dầu để ớt hay là đổ dầu chạy máy để mình rửa bảo dưỡng cái buồng cái lá côn bàn ép, xong bắt đầu mình xả ra thì nó không dính côn. Không là nhiều bác chạy nước lôi là về nhà là đến vụ là đến bắt đầu đến vụ mới dở máy ra là dính côn này. Đại ơi sao máy của chú là vào số nó cứ khẹt 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 không vào được số. Là nó ở cái đấy là nó dính côn. Cái này lúc mình đổ dầu thì mình tháo cái này ra mình đổ vào. Đúng rồi, là nó vào trực tiếp buồng côn. Buồng côn nó là buồng khô. Nhá. Một lần tháo này ra coi cái đấy. Bơm mỡ trong này bơm một lần. Còn nếu mà nhiều bác là cũng điện cho em mà muốn xử lý để cái dính côn này vì mình chạy hết vụ đấy. Lắm con là nước nó vào nó dính rất khô thì mình phải cắt đôi máy này ra để cho côn nó nhả ra, lá côn ấy nó nhả ra thì mình mới vào số riêng này mới được. Còn như bọn em ở đây thì này em mở lắp này ra em đổ dầu vào. Xong này em đi ra cái đường nào vắng nhá, chứ đừng đi ra cái đường nào mà nó đông người. Xong mình vào số 4 trước này. Xong bắt đầu mình vào số trước. Xong bắt đầu mình đè lỗ nó vào cả cho nó chạy đấy. Đè lỗ xong bắt đầu mình khóa phanh này vào. Là giẫm phanh giẫm côn đột ngột, ga thật to này, giẫm phanh giẫm côn đột ngột thì nó sẽ bung ra. Nhưng mà mình phải đi ra đường vắng chứ đi ra đường đông người rồi đâm vào người ta đấy. Nhá. Là nó bị dính côn. Để cách để mình xử lý cái kiểu dính côn là nhiều bác nào nhiều vụ là lắm bác là cứ chạy là nước nó vào như thế là nó hay dính côn đấy.
là nó dính vào là mà bắt đầu mình vào số là nó cứ khè không vào được số nhá. Còn cái này xuống sâu nhanh chậm thì ở cái vòi đấy rồi là biết rồi. Cái này chú bỏ ra nhé, chú lắp trăm này chú đừng lắp ngoài. Nó đâu, cái này thì mình hạn chế vì cái này là chỉ nghiêng ngả thôi. Thỉnh thoảng mình mới bấm cả mình gắn lên đây cũng được. Cái này là nghiêng ngả này đâu. Cái này về mình ép nước mình dùng cái này chứ. Đấy là nghiêng ngả của cái ép này này. Ừ, thì về bây giờ của tôi là tháo ra không vâng. Dùng nghiêng ngả nữa làm chết thì xong rồi cái này là để dùng cho ép nước. Vâng, thì chế ra cái ép luống đằng sau. Ủa, cho mấy cái ốc này đi. Cái tay nào? Đây này này. Cho cái ốc này. Tay chết thì lấy một cái tay chết. Cho cái ốc vào. À cái lò xo đây cho bác ấy đủ vào với một cái mê bên này. Đủ hết vào đi, cho đủ hết cho bác đi. Thôi cái này thì thôi tí nữa em cho các bác đi. Đỡ phải đi mua. Cho thêm một cái tăng cơ nữa. Mấy trăm nghìn đấy nhá. Về nhà thì lúc nào mà nó ông muốn chế cái cục kia ra để ép luống thì cho cái cơ đấy vào nhá. Đấy thì là ok. Ép 2 cái tiêu ô 50 phân, 70 phân nữa là đủ. Để cho nó dài ra đây để mình chế cái ép mặt đúng không? Chắc các ông này chế ép mặt rồi. Cái đấy thì bọn tôi anh em bảo nhau. Cái đấy rút cái dây ra cũng hoạt động được. Bây giờ này em đấu tắt ra rồi. Nên cái đấy của sếp dùng thoải mái thì cái ti đấy nó không han đâu. Là rất đẹp rồi. Nhá. Còn nắp dàn phay vào là phải căng hai bên. Không cho xê bên nọ bên kia, không nó hại cắt đăng. Còn cái đồ này thì một cầu này thì thay bi bọt là rất dễ. Mua đâu cũng có. Bi 205, 206. Bi mày ơi. Thế thôi. Nó rất dễ phổ thông. Còn cái đời này thì thỉnh thoảng phải rút cái lưới này ra vệ sinh nhá. Đời này quạt nó thủi về trước. Còn đời cổ của sếp là quạt hết vào trong ấy. Mấy cái lọc gió này này. Phải lăng thủi. Cái loại này ấy đó. Gì? Không bằng cái kia ngồi nó ấm. Cái kia thì mùa hè thì nó ấm quá sếp ạ. Mùa hè thì ấm lừng luôn nhá. Đấy, mùa hè rất ấm nhưng mà mùa đông thì ấm. Nói như cái đấy thì nó có cái lợi cái hai, mùa đông thì mình chạy thì nó ấm, còn mùa này thì nó nóng. Kia tí lùi ra kia trong sơn chiếc, thích sơn cái nào thì em sơn cho. Đấy, còn nguyên bản nó như thế thôi. Thích dặm sơn cái nào thì cháu nó sẽ dặm cho. Có lỗ quay thử đi xong rồi ra kia lắp hết cái lò xo vào chưa? Được cả bộ dao đẹp đây này, mấy ông này được cả dao rất đẹp xuất sắc. Đấy được rồi. Lùi ra đi. Máy lổ ngon. Xịt sò. Động cơ cực ngon, êm. Đó. Máy ngon. Máy chưa rửa ráy. Nguyên bản. Kiên lùi xe lăn vào trong kia đi xong để em đánh máy ra đấy để ấy. Đấy. Êm ru. Dàn phay, đang lắp dàn phay cho các bác. Ra số phay đi. Chân ngắn. Chân hơi ngắn. Con này chắc lái. Bi cầu trước chưa dơ. Chủ nữa đây này. Về nhà là các sếp làm như ông Nhật này này. Cho nhiều mỡ bò vào đây nhá. Nó cái đời này nó không như đời 02 của các sếp đâu. Đấy, cho nhiều mỡ bò vào và cái răng nái à. Vâng đấy, ông Nhật ông đắp đầy vào đấy đấy chú, kể cả đây này chú nhìn người ta bơm mỡ đầy đây này, nó có vú bơm mỡ đấy. Một cầu này nó có vú bơm mỡ mấy cái đấy. Không là những cái ông đây là của chú không có trợ lực, nếu mà có trợ lực của nó han cái bi đấy còn nái còn nặng, còn tưởng là chết bơm ấy. Đấy là nó có vú bơm mỡ ở hai trục đứng này. Lăng bơm rất mới các bạn, rất đẹp luôn. Giờ đẹp lên xe, nghiêng cái nghiêng hơi thấp, cái lên cao nó hơi thấp ấy, không phải chỉnh lên tí. Cậu có vướng không? Cái này là nó cho lên lớp trên quá, không phải lấy cái tê ra vặn lên tí lên xe. Kéo lên. Đây là vừa lấy nó không cho cái chốt lên cao này. Lửa lên đi, lửa lên đi. Lửa, được rồi, thôi vừa đó. Đang ép vào đấy, ép vào, hạ xuống đấy. Đấy được rồi, tí nữa hãm lại xuống thấp đúng không? Tí nữa thôi, cứ tí nữa phải hãm sâu xuống nữa chứ không đã chết thì được hết được đâu. Để lên xe đi. Còn về nhà cho ông đấy cho lên nấc này. Và cho ông đấy lên nấc trên.
rất êm. Êm ru. Êm ru luôn. Vâng, chúng cứ an tâm đây, hôm nào xuống đây. Lấy một con đi. Không có tí khói. Hai anh em à. Còn vâng. Của thằng em một con nữa rồi. Vâng. Đáng kể mà hai con ở đây, con kia mà nó còn ngon như con này thì. Con kia của cháu còn trên tài con này, với tội giá nó hơi ngược giá đấy chứ chú. Nó có trợ lực lái chứ chú không với được cái gì. Lên xe các anh nhá. Lên đây. Các bạn. Rất đẹp, rất xuất sắc. Lên dốc riếc, nhìn không có tí khói nào nhả ra. Dám mà phía sai. Rồi ok, lên rồi. Các bác dùng một cầu này sửa chữa rất dễ. Rất dễ luôn. Gan ti lên nào. Tí hãm lại đã xong cầm cái đấy xuống. Thôi ông tí nó lùi lại hãm lại một tí như cũ. Xong rồi cầm cái tê xong đây là xong. Rất nhiều, rất xuất sắc các bạn. À, máy về phục vụ các bác tháng 8 là cứ là chật kín cả bãi luôn. Đủ loại, đủ dòng. Lại tiếp tục quay cho các bác xem. Hôm nay là cũng cuối tháng rồi. Lượng hàng hóa là em để phục vụ các bác đầu tháng này cũng rất chi là nhiều. Những em siêu phẩm này, 33 hai cầu trợ lực lái. Quá mới luôn, xuất sắc, sơn zin. Quá mới. Và hai cầu trợ lực lái là 225 2602 cũng có. 225 38 thì em bán rồi. Đây 225 cơ. 245 lại bán rồi này. 26 thì cũng bán rồi này. Còn 345, 275 một đôi này. Đôi này cơ hết toàn phần các bạn. Đó, con nào quan tâm thì alo này. Rất nhiều, còn nhiều lắm. 33 thì các thứ nhiều. Phay còn nhiều nữa, đợt này chuẩn bị phay màu. Các bác mua những dàn phay nào thì alo đến đây. Em sẽ để cho các bác đủ loại. Rất nhiều. Đấy, to nhỏ các thứ là toàn hàng đẹp. Đấy, tinh hàng xuất sắc cho các bác. Cứ tha hồ lựa chọn. Đó. Đủ loại. Còn máy thì quá nhiều luôn các bạn. Phục vụ các bác vài nữa là vài 38 và 43 giúp các thứ là lại về tiếp tục các bạn. 38 rồi 43 285 rồi 245 vẫn vài. À về mấy con 24 một cầu các bạn. Con 24 một cầu mới hôm qua hôm kia vài em chưa kịp quay đây. 295 mới xuất sắc. 3202 nhiều bạn bác gọi đây nhá. Dòng 32 châu đất đây. Còn 3001 thì em bán rồi. Còn bác nào rẻ tiền thì lấy em 18. Còn đây là 22 một cầu. Rồi thì 33 275 số cơ ven cơ đây. Con này cũng dùn nuôi vào tí. 26 hai cầu rất nhiều. Còn 285 cũng đây cũng 3202 hai cầu. Còn đây một siêu phẩm nó 24 mới về các bác nhá. 24 một cầu. Vừa về xong, em này có cả máy che giặt. Máy rất đẹp, rất xuất sắc. Và hôm nay bán có 2 em 26 ngày 2 một cầu thì cũng đã bán rồi. Đây lên xem nào. Lỗ ngon không? Em này thì chắc là lỗ ngon, máy đẹp. Đấy. Tiếng chắc lịch. Tiếng máy cực chắc luôn. Cà lê gì để đằng sau ấy. Đèn đi đằng sau ấy rồi. 24 cái dê vẫn còn đất mới đây. 22 một tàu. Còn 295 nước các thứ đây nhiều bác gọi. 295 rồi 31 năm nước đẹp có hết nhá. 265 đấy quá nhiều luôn các bạn. Lần này là đầy hết bãi rồi. 24 hai cầu trợ lực rất nhiều. Đây 22 một cầu thì 26 385 26 một cầu trợ lực vẫn còn này. 245 này. Rồi thì 24 trợ lực rồi 22 trợ lực thì quá nhiều luôn các bạn. Nào quan tâm thì alo cho em cho số điện thoại em ghi mở màn hình. Còn đây siêu phẩm 255 đây. Cho các bác tha hồ lựa chọn. Rồi thì 28. Đấy các bác xem một cái kho máy nó gọi là nhiều nhất miền Bắc này luôn. Tổng thể là đủ loại. 3202
Đây ra quay sơ qua cho các bác xem, đây 325 này. Rồi thì 285 số cơ ben cơ đây này. Các bác nào quan tâm này. 285 số cơ ben cơ này. Ui con này hơi sắt sắt này, cứ đợi lâu này. Mai đánh vào trong nhà. 315 đây. Đấy, đây 26 hai cầu trợ lực đây. Nhiều bác là hỏi những cái em này nhá các bác nhá. Đây này em 3202. Những em này là một cầu nhưng mà có trợ lực nái đàng hoàng các bác nhá. Giá yêu thương. Cho các bác nào mà nhiều ruộng nhưng mà lại tiền ít thì lấy những em này thì là trợ lực nái đây. Con bơm biếc vẫn xanh đét. Máy thì không thể chê vào đâu được. À, máy đây. À, các bác. Bô vẫn trắng tinh. Bô vẫn còn trắng. Thôi đại vào đây con. Máy vẫn đẹp chưa dừa. Còn 33 nữa đây. Rồi thì 25, 22 rồi các thứ là rất nhiều các bác ạ. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Cho số điện thoại em ghi ở trên màn hình. Đợt này chuẩn bị cũng hết tháng 7 rồi. Sang tháng 8 thì tháng đẹp. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Đủ loại, to nhỏ có hết. Cho các bác cứ thao lựa chọn. Em nào ưng ý nhất, phù hợp với đồng ruộng các bác. Còn các bác nào chưa chạy máy thì đến cửa hàng thực tế em tư vấn và cho các bác xem lấy những con máy nào nó phù hợp. Từ dàn phay, lước phay màu là nhà em rất nhiều. Lốp lước đây cũng là rất chi là nhiều các bạn. Cho các bác cứ tha hồ lựa chọn. Kể cả phay là các bác thích lấy dàn nào thì lấy. Theo máy, tùy theo đồng ruộng các bác. To nhỏ để các bác chạy máy. Đấy, thôi. Video của em hôm nay cũng bán 2M26, một em một cầu, 2M một cầu và một em 3001. Cứ 2-3 hôm thì mỗi ngày 2-3 hôm thì cũng đều đều là cũng cứ mỗi ngày một em. Đúng. Đấy, cứ tầm mỗi ngày một em, 2 hôm cũng 2-3 em. Để các bác xuống ủng hộ, mặc dù là tháng 7 nhưng các bác cũng đến rất chi là đông. Thôi, video của em là tạm dừng. Có gì các bác xem và đăng ký kênh giúp bố con nhà em. Em xin chân thành cảm ơn.